Sau hơn 2 ngày xét xử, sáng nay 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát, 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa đánh giá ông Trần Quý Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, song có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại nên tuyên phạt 8 năm tù. Với vai trò giúp sức, Trần Uyên Phương, 43 tuổi, Phó Giám đốc bị phạt 4 năm tù. Trần Ngọc Bích lĩnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. Ngoài ra, tòa buộc mỗi bị cáo phải nộp phạt 100 triệu đồng. Theo hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo cho vay tiền là giao dịch dân sự. Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và tiền lãi phát sinh, các bị cáo đã ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, bất động sản, cổ phần dự án là trái pháp luật. Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản, các bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, nên dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra các lý do gây khó khăn, khiến các bị hại không thể thực hiện. Tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng là giá trị chênh lệch giữa tài sản với số tiền vay. Trong vụ án, bị cáo Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản chiếm đoạt. Phương có vai trò giúp sức, chịu trách nhiệm với giá trị tài sản chiếm đoạt là 350 tỷ đồng của 4 bị hại. Bích phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh là hơn 600 tỷ đồng. Đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, song hội đồng xét xử cũng ghi nhận họ có nhân thân tốt. Phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, hậu quả vụ án hạn chế do các bị cáo mới chiếm đoạt được tài sản trên giấy tờ, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.